Dạ vâng. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy cô cùng tất cả quý đồng nghiệp ạ. Em xin trình bày bài báo cáo của em, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xác định tình trạng đột biến EGFR T790M gây kháng EGFR TKI thế thứ nhất ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng kỹ thuật sinh tiết lỏng ạ. Bài trình bày của em gồm có 5 phần, phần đặt vấn đề, phần tổng quan, đối tượng phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận ạ. Đặt vấn đề ạ. Thì ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất và được chia thành hai nhóm chính là ung thư phổi không tế bào nhỏ và chiếm khoảng 80-85% và ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm từ khoảng 15-20%. Ở giai đoạn muộn thì các thuốc điều trị đích như là EGFR TKI được sử dụng cho người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR. Tuy nhiên sau một thời gian điều trị thì thường là xuất hiện tình trạng kháng thuốc ạ. Cái đột biến EGFR T790M là đột biến gen EGFR thường gặp và gây nên tình trạng kháng các thuốc TKI. Phương pháp sinh thiết mô là một phương pháp chuẩn để tìm cái đột biến gen EGFR T790M. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà có tình trạng ở giai đoạn mà bệnh tiến xa, giai đoạn mà bệnh tái tiến triển thì cái việc sinh thiết mô đôi khi sẽ gặp khó khăn. Khi đó thì cái sinh thiết lỏng tìm đột biến gen là một cái xét nghiệm có độ chính xác cao và có nhiều ưu điểm. Ở tại Việt Nam thì các nghiên cứu về sinh thiết lỏng tìm đột biến gen EGFR T790M còn ít. Vì vậy chúng em đã tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tại thời điểm kháng EGFR TKI thế thứ nhất. Mục tiêu số 2, nhận xét tình trạng đột biến EGFR T790M gây kháng EGFR TKI thế thứ nhất ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng kỹ thuật sinh thiết lỏng và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Và tổng quan ạ, về tổng quan ung thư phổi thì ung thư phổi là loại ung thư thường gặp nhất và có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các loại ung thư. Trong các yếu tố nguy cơ của ung thư phổi thì hút thuốc lá được coi là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Em sẽ điểm qua một chút về cái đột biến gen EGFR. Đột biến gen EGFR thì chiếm khoảng 50% những cái đột biến ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đột biến EGFR là một nhóm thụ thể mang hoạt tính tyrosine kinase được mã hóa cho bốn nhóm gen nằm trên nhiễm sắc thể số 7. Các sự hoạt hóa của EGFR thì rất cần thiết cho quá trình tăng sinh và biệt hoạt tế bào. Các đột biến EGFR thì xảy ra thường ở giai đoạn rất sớm, chiếm khoảng 60% trong các nghiên cứu ở quần thể người châu Á. Đột biến gen EGFR thì thuộc 4 exon mã hóa cho tyrosine kinase là do exon từ 18 đến 21 chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 là các đột biến mất đoạn nhỏ ở exon 19, nhóm 2 là các đột biến thay thế một nucleotide làm thay đổi acid amin ở exon 18 21, nhóm thứ 3 là các đột biến lặp đoạn và thêm đoạn tại exon 20. Theo các nghiên cứu ở những người bệnh có mang đột biến gen EGFR ở người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ thì những cái đột biến EGFR này thường chiếm tỷ lệ cao ở cái nhóm bệnh nhân không hút thuốc lá, ở nữ nhiều hơn nam, ở cái típ biểu mẫu ung thư tuyến nhiều hơn ở các típ khác và đặc biệt là ở nhóm bệnh nhân Đông Á nhiều hơn ở những nhóm cư dân khác ạ. Về kỹ thuật sinh thiết lỏng này, thì cái kỹ thuật này thì gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là phân lập huyết tương từ máu toàn phần, một huyết tương khoảng 8 đến 10 20 lít được phân lập từ hai ống máu toàn phần bằng cách ly tâm. Bước thứ hai là bước phân lập ctDNA. Bước thứ ba là bước định lượng ctDNA. Bước thứ tư là phát hiện đột biến EGFR T790M bằng phương pháp droplet digital PCR. Bước thứ năm là đọc kết quả droplet digital PCR. Đặc điểm lâm sàng của ung thư phổi thì ung thư phổi có thể gây ra những cái đặc điểm do cái khối u gây ra tại chỗ hoặc là các khối u xâm lấn di căn. Các biểu hiện tại chỗ thì gồm có thể có triệu chứng như ho, khó thở, ho máu, có tình trạng đau ngực. Khi khối u di căn rồi thì có thể gây ra các triệu chứng ở não như là đau đầu, đau xương, ở gan và có thể di căn đến phổi, màng phổi gây ra tình trạng tràn dịch màng phổi. Các triệu chứng do khối u thứ phát gây ra thì khối u có thể chèn vào thực quản gây tình trạng khó nuốt, chèn ép gây ra liệt dây thần kinh thông cảm thật ngược gây hiện tượng kháng tiếng, có thể xâm lấn thần kinh cổ ngược gây hội chứng Pancoat, khối u có thể xâm lấn chèn ép mạch gây ra hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Để chẩn đoán ung thư phổi thì chúng ta sẽ dựa vào các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và tiêu chuẩn vàng là mô bệnh học. Phân loại ung thư phổi thì dựa vào phân loại TMEM năm 2018 ạ. Đối với đối tượng và phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu chúng em từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, địa điểm là tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ạ. Đối tượng nghiên cứu thì có tiêu chuẩn lựa chọn là bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư phổi không tế bào nhỏ khẳng định bằng mô bệnh học. Bệnh nhân có đột biến gen EGFR đã được điều trị bước 1 bằng thuốc EGFR TKI thế thứ nhất.
có thể là erlotinib hoặc gefitinib, bệnh nhân được đánh giá được tình trạng ổn định, đáp ứng một phần hoặc đứng hoàn toàn với EGFR TKI thứ nhất trong ít nhất 6 tháng theo chuẩn đoán RECIST 1.1. Bệnh nhân xuất hiện tổn thương mới hoặc tổn thương đang tiến triển dù đang điều trị với EGFR TKI thứ nhất và bệnh nhân được xin thiết lỏng tìm đột biến gen EGFR T790M. Tiêu chuẩn loại trừ, bệnh nhân không có hoặc không rõ tình trạng đột biến gen EGFR nhạy cảm TKI. Bệnh nhân có tìm đột biến gen EGFR TKI bằng EGFR T790M bằng kỹ thuật khác không bao gồm xin thiết lỏng. Thiết kế nghiên cứu của em thiết kế nghiên cứu theo mô tả cắt ngang cỡ mẫu thuận tiện. Các biến số nghiên cứu về một số biến số nghiên cứu của em về đặc điểm chung như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tiền sử bệnh tật, tiền sử gia đình liên quan đến ung thư, các biến số về lâm sàng như một là triệu chứng toàn thân, sốt, mệt mỏi, cân hoặc ngày vi, các triệu chứng hô hấp, các hội chứng do khối u xâm lấn, hội chứng cận u, các triệu chứng lâm sàng là kích thước khối u, vị trí khối u và tổn thương di căn của u ạ. Một số biến số khác như là thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, loại thuốc EGFR TKI thứ nhất để điều trị, đặc điểm thể trạng sau khi điều trị EGFR TKI thứ nhất và cuối cùng quan trọng nhất là kết quả phân tích đột biến gen EGFR T790M bằng phát sinh thiết lỏng. Đây là sơ đồ nghiên cứu của chúng em ạ. Nghiên cứu thì được xử lý số liệu bằng SPSS 20.0 và được tuân theo các quyết định về đạo đức nghiên cứu y học ạ. Em xin chuyển đến phần kết quả bản luận. Về đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu ạ. Nghiên cứu của chúng em thì cái độ tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu là 63,19 cộng trừ 11,43 tuổi. Tỷ lệ nam nữ là 1:1 ạ. Cái tỷ lệ này những cái kết quả này thì tương đồng với một số kết quả của Nguyễn Minh Hà cộng sự tiến hành năm 2014 ở 36 bệnh nhân mang đột biến EGFR. Tỷ lệ bệnh nhân hút thuốc trong cái nghiên cứu của em thì tỷ lệ bệnh nhân hút thuốc chỉ chiếm khoảng 41,9% và tỷ lệ bệnh nhân không hút thuốc là tới 58,1%. Trong các nghiên cứu về ung thư phổi thì thuốc lá vẫn được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà có phát hiện là cái đột biến gen EGFR ấy, thì cái tỷ lệ bệnh nhân có hút thuốc thì thường lại thấp hơn bệnh nhân không hút thuốc ạ. Về cái tiền sử gia đình liên quan đến ung thư thì trong nghiên cứu của chúng em ghi nhận chỉ có 9,7% số bệnh nhân thì có cái tiền sử gia đình có bố mẹ hoặc anh chị em ruột có liên quan đến ung thư, có mắc ung thư, thì kết quả này cũng tương đồng với cái nghiên cứu của Nguyễn Minh Hà và cộng sự năm 2014 ạ. Về các mạch đồng mắc thì có 32,3% số bệnh nhân của chúng em có các bệnh lý động mạch như là bệnh lý tim mạch, bệnh lý hô hấp và bệnh lý chuyển hóa khác và có 32,3% các bệnh nhân là không có các bệnh lý động mạch. Về các triệu chứng toàn thân thì các triệu chứng thường gặp nhất của bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ trong nghiên cứu của chúng em thì mệt mỏi là chiếm tỷ lệ cao nhất với tận 96,8%. Tiếp theo là triệu chứng sụt cân chiếm 87,1% và ít nhất là cái triệu chứng sốt ạ, chiếm 29%. Về các triệu chứng hô hấp thì thường gặp nhất là triệu chứng đau ngực và khó thở và triệu chứng ít gặp nhất là ho máu. Với các hội chứng do khối u xâm lấn chèn ép thì tràn dịch màng phổi là cái triệu chứng thường gặp nhất với tỷ lệ 61,3%, còn các triệu chứng khác thì thường gặp với tỷ lệ ít hơn và ít nhất là các triệu chứng như nút nghẹn và vú to. Về các điểm cận lâm sàng thì cái kích thước u, cái nhóm kích thước mà bệnh nhân có thường gặp nhiều nhất là kích thước u từ 3 đến 5cm chiếm 35,5% và kích thước khối u trên 7cm thì chỉ chiếm có 9,7%. Cái kết quả này thì cũng tương đồng với một số kết quả của nghiên cứu của Việt Nam và trên thế giới ạ. Vị trí u trên các lớp vi tính thì trong nghiên cứu của em thì cái vị trí thường gặp nhất là thủy trên phổi trái và ít gặp nhất là ở thủy dưới phổi phải. Về tổn thương di căn của u thì thường gặp nhất là di căn xương và di căn hạch thượng đòn, các vị trí di căn khác thì chiếm tỷ lệ ít hơn ạ. Về kết quả phân tích đột biến gen EGFR T790M trong nghiên cứu của em thì có 35,5% số bệnh nhân phát hiện đột biến gen EGFR T790M bằng phát sinh thiết lỏng và còn có 64,5% số bệnh nhân thì không phát hiện có đột biến gen EGFR T790M. Kết quả này thì thấp hơn so với một số các nghiên cứu khác trên thế giới như là nghiên cứu của Maxilan năm 2018 thì phát hiện tiến hành ở Đức thì có tới 70,2% số bệnh nhân được tiến hành xét tiết lỏng thì có phát hiện ra
gen đột biến gen EZH T790M. Và một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu của Takamina và cộng sự năm 2017 thì tiến hành thì phát hiện ra đến tận 52% số bệnh nhân có dương tính với đột biến gen EGFR T790M. Cái sự khác biệt này có thể có lẽ là do cái cỡ mẫu và cái kỹ thuật xét nghiệm cũng như là cái điện dư. Một cái yếu tố mà cũng rất được quan tâm trong bệnh lý ung thư phổi chính là thời gian sống thêm bệnh không tiến triển. Trong nghiên cứu của chúng em thì cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung bình là 11,9 cộng trừ 3,4 tháng. Hiện tại thì chúng em trên trong nghiên cứu chúng em thì chưa ghi nhận sự liên quan giữa thời gian sống thêm bệnh không tiến triển với một số yếu tố như giới tính, tuổi và các loại thuốc TKI được điều trị. Tiếp theo là liên quan giữa đột biến gen EGFR T790M với một số yếu tố dịch tễ cận lâm sàng. Trong nghiên cứu chúng em thì hiện tại chưa ghi nhận có sự liên quan giữa một số yếu tố như tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc, bệnh đồng mắc và kích thước khối u với sự xuất hiện cái đột biến EGFR T790M gây kháng thuốc EGFR TKI thứ nhất với P lớn hơn 0.05 ạ. Em xin kết luận bài trình bày của em ạ. Về đặc điểm chung thì ở những bệnh nhân này thì trong nghiên cứu của em thì tỷ lệ người bệnh nam và nữ xấp xỉ nhau. Độ tuổi thì độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 63 cộng trừ 1,42 tuổi. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất là 38 tuổi, lớn nhất là 86 tuổi. Các đặc điểm lâm sàng, triệu chứng lần toàn thân thì mệt mỏi và sụt cân là hai cái triệu chứng thường gặp nhất. Các triệu chứng hô hấp thì đau ngực và khó thở là hai triệu chứng thường gặp nhất. Và ho máu là triệu chứng gặp ít nhất với tỷ lệ là 12,9%. Di căn xương là cái tỷ lệ di căn gặp nhiều nhất chiếm 48,4%, di căn tuyến thượng thận là di căn gặp ít nhất với tỷ lệ là 16,1% ạ. Thời gian xuất hiện bệnh tiến triển thì cái thời gian sống thêm trung bình bệnh không tiến triển của chúng em là 11,9 cộng 3,4 tháng. Thời gian xuất hiện bệnh tái tiến triển sớm nhất là 7 tháng, muộn nhất là 20 tháng. Phần lớn bệnh nhân có thời gian đáp ứng ổn định bệnh trong khoảng từ 6 đến 12 tháng. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng các yếu tố như tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc, thuốc điều trị EGFR TKI thế thứ nhất đến trung bình PFS ạ. Về tình trạng đột biến EGFR T790M phát hiện bằng kỹ thuật sinh nhân lỏng một số yếu tố liên quan thì chúng em ghi nhận có 35,5% số người bệnh có đột biến gen EGFR T790M, chưa ghi nhận có sự liên quan giữa một số yếu tố như tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc, bệnh đồng mắc với sự xuất hiện đột biến gen EGFR T790M gây kháng EGFR TKI. Cái trung bình thời gian sống thêm bệnh không tiến triển không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có mang đột biến EGFR T790M và nhóm không mang đột biến ạ. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Thế khi mà các bạn tìm ra được những bệnh nhân có tình trạng đột biến EGFR đó thì các bạn làm gì tiếp? Em thưa cô là nhóm bệnh nhân nghiên cứu của em là những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tái tiến triển, tức là bệnh nhân sau khi điều trị bằng EGFR thế hệ thứ nhất thì sau khoảng thời gian điều trị thì bệnh nhân thường có cái triệu chứng của cái bệnh của khối u tiến triển và bệnh nhân có thể có xuất hiện tình trạng kháng thuốc ạ. Thì sau khi mà phát hiện ra cái gen có cái đột biến gen EGFR T790M thì chúng em có thể sẽ tiến hành điều trị bằng những cái thuốc EGFR TKI thế hệ thứ 2 hoặc thế hệ thứ 3. Dạ. Em xin cảm ơn thầy cô ạ.